Dạ, em chào thầy. Thầy ơi, thông cảm nhé. Em Vâng. bị đánh khi mà đùi em không ngồi lại được, em nằm. Vâng. Em có muốn chia sẻ với lại thầy với cả lớp là Vâng. bác vừa hỏi là cái áp huyết cao nên uống cái gì ấy. Thì em xin chia sẻ là em bị bệnh suy thận. Áp huyết của em rất là hay nhảy. Nó cứ lúc thì 180, 200, trong lúc thì nó lại tụt xuống có 80. Vậy lại là cái bệnh thận là bác sĩ nói là nó áp huyết, nó không có ổn định ấy, nó cứ bị Vâng. nhảy lên xuống. Thế là Vâng. em cũng may là được gặp thầy, gặp hội quán để em học, thì em cứ gạch mặt với lại gạch sáu hồng phần chiếu mới xoay cổ tay, như lại 12 động tác sau mặt thì em vẫn thường làm như vậy hàng ngày, như vậy đó, ngày em làm 2 lần. Thì bây Vâng. giờ một tháng nay đó là em không có bị tăng huyết áp như vậy mà cũng không bị giảm, có nghĩa là Ồ. nó đều 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 101, 102, 100 thôi, chứ nó không có tăng vọt mới lại hạ hẳn như vậy. À Thì thế à, hay quá. em muốn chia sẻ với bác vừa rồi hỏi là nên uống cái gì hay là không chăm Vâng. cái gì, cứ theo những liệu trình của một thầy chia sẻ trên hội quán thì mình cứ làm theo vậy là áp nó sẽ ổn định mà bệnh Vâng. là giảm nhiều. Ừ. Như của em là bây giờ em bớt được 5 bệnh rồi đấy thầy. Ồ. Vâng, Oh. là bệnh Em chỉ có làm mấy cái đại giản thuật vậy thôi, đúng không? em làm dạy dần thật thôi, còn như là dán cao hay là bấm huyệt thì em chưa dành, mấy em cũng không làm, em chỉ làm những cái dạng thật đấy. Thì như cái bệnh phổi của em trước là nặng, có nghĩa là cấp 4 rồi đấy, phổi hen suyễn cấp 4, là một ngày em chỉ hít thuốc 3 lần, nhưng mà từ hồi học viện trận được 1 tháng sau là em khỏi được cái bệnh viêm xoang với cái bệnh phổi đấy. Thì giờ em không phải hít thuốc. Với lại bệnh răng khi mà hôm bữa em cũng chia sẻ em hỏi thầy đấy là nó cũng hết luôn, mà cái bệnh tử cung, cái gì u xơ tử cung ấy thầy, Vâng. là nó giảm được một nửa là hôm em chia sẻ rồi. Thì bây giờ em đi khám lại thì còn ít lắm thầy, còn có Ừ. 0,4 với lại 0,6 à, nhân 6 Ừ. à, nó gần hết rồi thầy. À. Và em đã được Hay quá, tuyệt vời quá, chúc mừng chị nhé. Chúc mừng dạ chị. Vâng. Tri về ân chức thầy tổ Bùi Quốc Châu, những cái phát minh của thầy cực kỳ vĩ đại ấy. Rất đơn giản mà vĩ đại lắm. dạ em cũng xin tri ân với thầy Bùi Tổ Quốc Châu, mới lại cảm ơn thầy, mới lại cảm ơn các thầy cô trong diện chuẩn, với lại các bạn đã chia sẻ để em thực hành làm. Thì em Vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ lại cho những người khác về cái trải nghiệm của mình. Thì đây rất là quan trọng, giúp cho mọi người có động lực. Cái cơ bản là có lòng tin và kiên trì thôi. Nhờ có lòng tin thì sẽ kiên trì. Những cái thấy mọi người thấy chị Hương, chị làm những cái rất đơn giản. Chỉ có gạch mặt, sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết, rồi 12 động tác xoa mặt, rồi chà mặt khăn nóng. Đấy, chỉ làm những cái rất đơn giản như vậy, nhưng mà kiên trì lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Giá trị lớn lắm. Ừ. Thì theo như em thì cứ làm với cái đấy thôi, mình không cần phải cầu kỳ quá hay là phải cậy lên thầy thuốc này uống cái gì không cần lắm. Bởi vì cái là theo như cái video mà thầy chia sẻ là nguyên cái gạch sáu vùng phản chiếu với gạch mặt là chữa được 72 bệnh, thì như của em là em thấy em chữa được 5 bệnh rồi. Tuyệt vời quá, xin cả nhà chàng có tay cho chị Hương này. Thì em Cảm ơn cũng xin chị. tri ân với thầy Bùi Quốc Châu với lại cả lớp với mọi người. Hôm nay em mới lấy được điện thoại về, tự nhiên em coi thì lại có buổi chia sẻ cộng đồng mạng. Thế em vào luôn thì em gặp thầy thì em chia sẻ luôn để cho mọi người có động lực để làm cho nó, mình phải kiên trì. Nói chung là như thầy nói là cứ phải kiên trì và mình làm nhẹ nhàng, cứ hàng ngày mình làm 2 lần thôi, cũng không cần làm nhiều lắm, thì tác rất là nhanh mà nó cũng cũng có khả năng rất chuyển biến rất là đều. Như cái áp huyết của em là bây giờ em không phải uống thuốc huyết áp này, cũng không phải uống thuốc phổi này, cũng không phải điều trị cái kháng sinh để mà chữa cái u nang buồng trứng của em. Coi như là những cái bệnh bệnh đơn giản, như thầy bảo bệnh đơn giản nên là chữa được hết, gần như hết rồi. Giờ chỉ còn mỗi cái bệnh chạy thận là em phải theo bác sĩ, tại vì lúc
Nếu mà cái bệnh chạy thận này mà em mà biết diện trần trước cách đấy 3 tháng thì chắc em không phải chạy. Tại vì là lúc mà em biết diện trần thì em đã bị chạy thận rồi. Cho nên là đã bị cái thuốc gọi là bác sĩ nói là hóa chất ấy, là vào để chạy thận ấy. Cho nên là giờ mình cứ phải theo vậy thôi. Chứ còn đúng ra là nếu mà biết trước là em không phải chạy thận thì là cái Vâng, việc là chúc mừng còn chị. phải... Chị cứ kiên trì thực hành nhé, rồi học, rồi làm thêm những cái sâu hơn. Rồi dần dần Vâng. cái việc chạy thận nó cũng sẽ bớt dần đi. Rồi có những người đã không phải chạy nữa. Thậm chí có những người ta đã phải chạy thận lâu rồi đấy. Nhưng mà cuối cùng vẫn hồi phục được. Vâng. Yeah. Vâng. Thế em xin tri ân với cả lớp với lại thầy Bùi Quốc Châu với lại các cô các Vâng, thầy đã dạy cảm ơn cho. chị. Chúc mừng chị. Vâng, em chỉ biết Xin những mời bạn. lời hết hết lòng hết chân thành thôi, chứ không cũng già thì nói đến tiền bạc thì thật sự là em cũng chưa, ngay như hôm mà tri ân nhà giáo thì điện thoại em cũng hư, mà nói thẳng là tiền em cũng hết luôn. Đâu Em còn gì đâu chị. Chỉ cần vâng. là đó mọi người có hạnh phúc, có niềm vui thì đấy là sự tri ân lớn nhất rồi Vâng thì nhé. Và chị lại chia sẻ lại cho cộng đồng nữa thì đấy là sự tri ân lớn nhất rồi, dạ thì có gì em bằng. là chân thành cảm ơn thầy Bùi Tổ Quốc Châu thật là nhiều, và các thầy Vâng. đã nhiệt tình dạy để cho em cũng có cái động lực để em học, em khỏi được những cái bệnh đơn giản như vậy. Nó cũng đỡ hành thầy, Vâng. đơn giản vậy chứ mà nó hành cũng ghê lắm, Yeah. cũng lên Bệnh xuống gì cũng đều khổ cả. và